Xin chào tất cả các bạn, trước mặt mình đây là card đồ họa RTX 2060. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em mẫu card đồ họa này. Và cái thứ hai nữa đó chính là trả lời câu hỏi liệu trong năm 2020 RTX 2060 nó có còn đáng mua nữa hay là không. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích vấn đề đầu tiên, đó chính là về phần mức giá. Thì RTX 2060 nó được ra mắt vào khoảng 2018. Cái thời điểm nó mới ra mắt ấy, mức giá thì mình không nhớ rõ lắm, nhưng sẽ loanh quanh khoảng từ 12-13 triệu phiên bản cao cấp, thậm chí nó còn có thể đắt hơn nữa. Thì với cái mức giá đấy, mình biết có nhiều bạn không thể mua được bởi vì nó quá đắt. Còn bây giờ mức giá nó quá rẻ rồi. Ví dụ nhá, RTX 2060 đến từ Inno3D mình đang có đây, nó chỉ có mức giá khoảng 7.700.000 đồng. Đúng vậy, 7.700.000 đồng, anh em đã mua được cả loại RTX rồi. Còn thế hệ 4.000 series, 3.000 series, 4.000 series chắc còn lâu, 3.000 series thôi của NVIDIA nó chuẩn bị ra mắt. Vậy thì các bạn đợi thì nó phải còn rất lâu. Mức giá của nó khi ra mắt mình chắc chắn nó sẽ không thể nào rẻ bằng RTX 2060 rồi. Và vì thế chúng ta đã trả lời được phần câu hỏi, đó chính là RTX 2060 rất đáng mua ở thời điểm hiện tại bởi vì giá của nó quá rẻ khi so với ngày xưa. Và điểm thứ hai nữa đó chính là vấn đề hiệu năng. Hiệu năng của RTX 2060 các bạn thường so sánh với kiểu RTX 1070 của NVIDIA luôn, hoặc thậm chí là 1070 Ti. Tuy nhiên ấy, các bạn phải lưu ý một điều, bây giờ các bạn không thể nào mua được 1070 mới nữa. Và cái điều thứ hai nữa trong nằm trong vấn đề đấy đó chính là 1070 bây giờ nếu bạn mua cũ loanh quanh nó khoảng độ 5.500.000, 5 triệu, bạn nào mua được ngon thì 5 triệu, còn không thì 5.500.000. Trong khi đó RTX 2060 mới tinh 100% ở tại Anfac luôn, nó chỉ có mức giá 7.700.000 đồng. Vậy thì tại sao chúng ta phải mua cũ để có thể đánh đổi? Nếu mà bạn mua đồ ngon không nói, nếu bạn mua phải đồ nó không ngon thì đương nhiên rồi, nó có thể hỏng hóc. Còn bây giờ các bạn mua mới luôn thì khi đấy chính sách bảo hành đầy đủ, cạc mới 100%, các bạn mua và sử dụng nó cũng yên tâm hơn. Và điều thứ ba nữa đó chính là vấn đề hiệu năng sử dụng thực tế nó sẽ như thế nào. Thì đương nhiên rồi, RTX 2060 Super có hỗ trợ real time ray tracing bằng nhân RT Core, các bạn có thể trải nghiệm thử các tựa game hỗ trợ cái công nghệ này thì FPS nó sẽ không cao đâu. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được công nghệ mới để sau đấy khoảng 1-2 năm nữa các bạn có tiền, các bạn sẽ mua những mẫu card họa RTX nó xịn sò hơn và nó hỗ trợ công nghệ nó tốt hơn. Và vấn đề khi chơi game như nào, RTX 2060 mình đảm bảo với các bạn luôn, nó hoàn toàn có thể chơi được tất cả các tựa game hiện tại trên độ phân giải Full HD. Còn đối với tựa game online nhẹ nhàng như kiểu là Liên Minh Huyền Thoại này, Dota 2 này, CSGO này, hay thậm chí là Overwatch hay một số tựa game nữa, nó chỉ online nhẹ thôi, thì RTX 2060 nó vẫn có thể chơi game được ở trên độ phân giải 2K. Nếu mà biết setting có tựa game offline thì chắc là chúng ta sẽ nên chơi trên độ phân giải Full HD thôi. Còn nếu 2K thì mà vừa nét xong lại setting hạ xuống lâu, setting thì nghĩ đấy nó không hay cho lắm. Rồi, điểm thứ tư mình muốn nói tới đó chính là về vấn đề FPS trong game. Thì cái vấn đề này nó sẽ liên quan tới rất nhiều thứ. Điển hình nhá, ví dụ bạn có một màn hình 60Hz thì các bạn thể chơi game đồng ý, 60Hz với 60Hz thì không sao. Thế nhưng bạn có một màn hình 120Hz, 140Hz hay thậm chí màn hình của bạn lên tận 240Hz mà các đồ họa các bạn nó không đủ mạnh để có thể xuất ra màn hình thì khi đấy sẽ một trải nghiệm không tốt. Giả sử bây giờ mình đặt trường hợp các bạn có mẫu card đồ họa nó xuất đủ mạnh như RTX 2060 Super và màn hình nữa, màn hình của bạn có thể gọi là 240Hz đi, thì khi đấy cái trải nghiệm khi chơi game bạn nó sẽ cực kỳ tốt. Cái đầu tiên đó chính là nó mượt mà hơn, tần số quét cao này, số khung hình xuất được nó cũng bằng cái tần số quét đấy, bởi vì cái card này có hỗ trợ G-Sync, màn hình hỗ trợ G-Sync nữa thì quá tuyệt vời rồi, tần số quét nó ổn định. Và khi đấy nhá, các bạn chơi game các bạn sẽ thấy cái khung hình nó diễn ra một cách mượt mà, các bạn sẽ không gặp hiện tượng xé hình như ở trên 60Hz nữa. Các bạn chơi trên màn hình 60Hz mình chắc chắn các bạn luôn, các bạn gặp rất nhiều các tình trạng xé hình, chẳng qua là do các bạn gọi là tạm thời bỏ qua thôi. Còn nếu như các bạn là một game thủ try hard ấy thì việc xé hình ra xảy ra liên tục như vậy nó sẽ không tốt một chút nào nữa. Và cái thứ hai đó chính là cái việc tần số quét cao nó sẽ có lợi thế hơn đôi chút, nó gần giống như ăn gian. Thế nhưng mà đây ăn gian trong cái tình trạng gọi là hợp pháp đấy, nói vui vui thì là vậy. Tức là với màn hình 60Hz xoay xoá màn hình 240Hz thì với màn hình 240Hz nó sẽ hiển thị được mượt mà và nhanh hơn, thì qua đấy trong một vài mili giây nào đó các bạn có thể nhìn thấy đối thủ sớm hơn. Khi xóa bạn chơi màn hình 60Hz, cái này phải ông nào try hard lắm mới nhìn thấy nhé, còn ông nào mà kiểu là chơi game cho vui thôi thì chắc là không thấy gì khác biệt đâu. Nhưng mà đấy cũng là lợi thế khi chơi game, và cái trải nghiệm khi chúng ta chơi game nó cũng sẽ tốt hơn nữa. Vậy thì gần đấy lý do liệu có đủ thuyết phục cho các bạn mua card đồ họa RTX 2060 chưa? Và nếu chưa thì mình sẽ giới thiệu các bạn kèm luôn bộ PC nữa để kết hợp với RTX 2060 sao cho nó hiệu quả nhất. Và để kết hợp được với card đồ họa RTX 2060 thì mình sẽ lựa chọn CPU thế hệ 10 của Intel, thì cụ thể ở đây là Core i7 10700. Thì một số điểm lưu ý cho các bạn như này, đối với những bạn mua CPU Core i7 10700 về, các bạn có kiểu là tiết kiệm lắm thì vẫn phải mua một cái tản nhiệt rời giống như mình ở đây, bởi vì tản nhiệt stock bên trong mặc dù nó có được cải thiện về vấn đề
hình thức và có thêm một chút lõi đồng rồi. Thế nhưng nó vẫn không thể nào cánh được CPU Core i7-10700, bởi vì CPU của Intel bây giờ nó sẽ không còn mát như xưa nữa rồi. CPU này các bạn sẽ có 8 nhân, đúng rồi, 8 nhân đấy. Mà 8 nhân mà dùng cái tản nhiệt sốc nó sẽ không phải một sự lựa chọn tối ưu. Và các bạn lắp thêm một cái tản nhiệt thế này, ví dụ như kiểu tản nhiệt của mình 700.000 thôi, nó sử dụng hiệu quả hơn rồi. Cùng với đó là bo mạch chủ, đây là bo mạch chủ của Acer B450 Strix. Thì với bo mạch chủ của Acer năm nay, nó có rất nhiều tính năng thú vị, nó có thể giúp cho CPU 10700 nó đạt được bất hiệu năng không tưởng khi so với những mẫu bo mạch chủ khác. Cùng với đó là RAM sẽ là 16GB, bởi vì tất cả các tựa game hiện nay đều ăn rất nhiều RAM. Cụ thể hơn nữa là game Warzone nó ăn nhiều RAM dã man luôn, nó có thể ăn đến tận 15GB RAM. Hoặc là nói một cách đơn giản, các bạn có bao nhiêu RAM cái game Warzone nó sẽ ăn được bấy nhiêu RAM các bạn. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để cho các bạn thấy được hiệu năng tổng thể nó sẽ như thế nào. Kết lại vấn đề thì mình sẽ có một số nhận xét như này. Đối với những bạn nào ấy mà đam mê FPS cao, hay cụ thể hơn các bạn muốn làm giống các streamer nổi tiếng hiện tại, thì các bạn hãy để setting xuống mức thấp nhất. Thì qua đấy FPS nó rất cao. Có thể các bạn bình thường để high setting này, medium setting, thì bây giờ hạ xuống thấp nhất. Thì đấy các bạn nhìn đấy, các game thủ kiểu thi đấu hay là các game thủ streamer ấy, các bạn nhìn đấy, họ đều hạ xuống low setting. Bởi vì khi hạ xuống low setting rồi thì làm vẹo thì còn cỏ nữa. Cỏ không có, nhìn đối thủ dễ hơn, mà FPS cao hơn, nó cũng chơi game cũng thoải mái hơn. Còn đối với những bạn nào mà thích trải nghiệm game, chơi game để trải nghiệm có mức đồ họa đẹp, thì cứ kéo max setting đi, cả các bạn RTX 2060 nó hoàn toàn có thể gánh được. Còn bạn thì sao, các bạn hay setting như nào? Hãy để lại ý kiến ở dưới mục bình luận video. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.